mới đây tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có buổi tiếp và làm việc với hai đồng chí Chủ tịch của Ủy ban Kinh tế Việt Nam Nhật Bản thuộc Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản KERANREN cùng với đại diện lãnh đạo của hơn 50 doanh nghiệp thuộc KERANREN. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá cao sự hỗ trợ và hợp tác của Chính phủ Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua, cũng như vai trò và những đóng góp quan trọng của KERANREN vào sự phát triển mạnh mẽ về hợp tác kinh tế song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản. Bộ trưởng khẳng định, chính phủ và các cơ quan quản lý Việt Nam, trong đó có Bộ Công Thương luôn thực hiện theo chỉ đạo của chính phủ, đó là xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, coi các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp FDI là động lực phát triển quan trọng của nền kinh tế. Các cơ chế chính sách hiện tại sẽ tiếp tục được giả soát và hoàn thiện theo tinh thần cởi mở, minh bạch, tuân thủ pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế, nhằm tạo môi trường kinh doanh thông thoáng thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Bộ trưởng hoan nghênh và kêu gọi các doanh nghiệp Kenaren tiếp tục quan tâm và hợp tác phát triển kinh tế với Việt Nam, đồng thời cam kết sẵn sàng hỗ trợ để các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư thành công tại Việt Nam với những lĩnh vực hai bên có tiềm năng thông qua các cơ chế hợp tác như sáng kiến chung việt nam nhật bản ủy ban hỗn hợp việt nam nhật bản về công nghiệp thương mại và năng lượng